Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ gần 400 hecta rừng tự nhiên trên địa bàn của xã Yatomot, huyện Ea tỉnh Đắk Lắk bị phá. Chủ tịch xã này cung cấp phó đã tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, đồng thời khẳng định không có tiêu cực. Ông Đặng Công Tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yatomot cùng tập thể Ủy ban nhân dân xã mới đây đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm trong vụ việc rừng tự nhiên được giao quản lý nhưng bị phá trong thời gian qua. Với cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, ông Tạo cho biết không né tránh trách nhiệm khi tập thể xã tổ chức họp, ông tự nhận hình thức kỷ luật là cách chức. Tuy nhiên, tập thể thống nhất ông Tạo và ông Vũ Văn Quảng, phó chủ tịch, cùng nhận hình thức cảnh cáo. Ủy ban nhân dân huyện Easut cũng cho biết đang tiến hành kiểm điểm các tổ chức cá nhân liên quan trong vụ việc để dừng bị phá với quy mô lớn trong thời gian qua. Ủy ban nhân dân huyện sẽ đưa các cá nhân, tổ chức vi phạm để hội đồng ra hình thức kỷ luật phù hợp. Mặt khác, ban thường vụ huyện ủy cũng đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy xã Iatomot.